Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cái gì khiến cho có những hành động như vậy? Cái gì khiến cho chúng ta không thể xếp hàng nổi? Cái gì khiến cho chúng ta không bền? Luôn luôn chỉ mau đầu là hay thôi. Câu trả lời, nó là chủ đề của đề tài, đó là thiếu sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn được Kinh Thánh nói cùng với từ nhịn nhục, cùng với từ nhẫn nại, cùng với từ kiên trì, cùng với từ bền đỗ, nó chung một cái gốc, đó là sự nhịn nhục hay là tính cách kiên nhẫn của một con người. Sách Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 23. Nếu như chúng ta có đủ kiên nhẫn thì bạn sẽ không quyết định vội vàng ly dị vợ của mình hoặc chồng của mình, bởi vì con cái và chính bạn bị thiệt thòi. Nếu như bạn đủ kiên nhẫn sẽ không đánh vợ, không chửi chồng. Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì người cảnh sát không rút súng bắn chết một người thanh niên mà gây ra hỗn loạn tại Mỹ giờ phút này. Nếu như bạn đủ kiên nhẫn thì những kẻ khủng bố ở Pháp vừa rồi không mang súng tới tòa soạn báo đó để bắn. Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì chúng ta đủ đợi cho đèn đỏ tắt và đèn xanh cho bạn đi. Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì chúng ta sẽ biết kìm con người của mình. Sách Galati đoạn 5, hãy bật lên màn hình từ câu 19. Galati đoạn 5. Xin lỗi bàn kỹ thuật hôm nay, vì mãi nói chuyện tôi không đưa câu Kinh Thánh cho anh chị em đưa bật lên. Ok, cảm ơn. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng. Tiếp theo, thờ hình tượng, phù phép, thủ oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng. Đây hoàn toàn là nguyên nhân do thiếu kiên nhẫn, thiếu sự nhịn nhục. Tiếp theo, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống. Ngay cả mê ăn uống cũng là thiếu kiên nhẫn đấy. Đói quá rồi cứ ăn. Người Việt Nam chúng ta có một đặc điểm nổi tiếng thế giới, đó là ăn thì rất là nhanh mà đi thì vô cùng chậm chạp. Ăn đến hàng xóm còn nghe thấy tiếng bạn nhai nữa. Nhưng mà dáng đi của bạn, có để ý thấy tôi của bạn có cái hành động như vậy không? Còn người phương Tây họ làm ngược lại, ăn thì rất là kín, còn họ đi á nhanh hơn cả bạn đạp xe đạp nữa cơ. Tiếp theo, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Tiếp theo, câu 22, nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Hãy giữ chín ân tứ này, chín trái này ở trên màn hình luôn luôn. Hãy để ý chín bông trái của Thánh Linh này. Tôi nói với bạn, đó là tài sản phi vật chất. Nếu tôi là 1 triệu phú mà thuê người làm việc, tôi sẽ tìm bằng được. Nếu ai mà có những chín bông trái này trong đời sống mà tôi phát hiện ra, ưu tiên nhận việc đầu tiên. Nếu người đó yêu thương, công ty tôi sẽ không có chia rẽ. Nếu người đó vui mừng, công ty tôi sẽ có người nản chí làm việc. Nếu người đó bình an, công ty tôi sẽ có những phát minh. Nếu người đó nhịn nhục, sẽ không có đánh nhộn nhau. Nếu người đó có nhân từ, họ sẽ thông cảm lẫn nhau. Nếu người đó hiền lành, nếu người đó trung tín, không đến muộn về sớm. Nếu người đó mềm mại, biết bao nhiêu nhân sự từ con người đó được gây dựng lên. Và nếu người đó tiết độ, thì giờ giấc trong công ty tôi luôn luôn bảo đảm, và tất cả mọi hợp đồng đều luôn luôn đúng hạn giao cho người khách hàng. Bạn ơi, con của bạn nếu được trang bị những tài sản phi vật chất này, tôi cam đoan với bạn, đó là điều kiện cần và đủ cho nhà của nó hạnh phúc, cho nó được trở thành kẻ giàu có. Đó là 2 điều phổ thông không dạy tôi và bạn. Trường phổ thông không dạy tôi và bạn thế nào trở thành người hạnh phúc. Trường phổ thông cô giáo không dạy, các lớp học thêm hiện tại ở Việt Nam không dạy, không trang bị cho tôi và bạn để trở thành kẻ giàu có phải là con người như thế nào, để trở thành người hạnh phúc phải là con người ra làm sao, bởi vì họ cũng đang tìm kiếm mà chưa tìm ra. Đây chính là tài sản phi vật chất mà tôi và bạn cần. Nếu con của bạn biết nhịn nhục và tiết độ, ông chủ hãng nào cũng muốn mời nó vào làm việc. Còn nếu như nó đi muộn về sớm, cho nên hơn những bậc phụ huynh ngồi tại đây,
Nếu con của bạn hầu vì Chúa trong hội thánh, hãy động viên nó làm việc. Nếu con của bạn đang tập đàn, hãy dạy nó biết kỷ luật. Bởi vì bắt đầu từ việc nhỏ, sau này có lợi cho nó, sau này lớn lắm. Nó sẽ không bị đuổi việc, nó sẽ được tăng lương, nó sẽ được nhấc lên chức, nó sẽ được cao hơn. Xã hội sẽ công nhận nó khi ơn ở trong con người nó phục vụ người ta, không phải nhờ con ông cháu cha. Hãy nhớ một điều, nếu như bạn gieo vào đầu con của bạn tư tưởng con cháu các cụ cả là giết nó sau này đó. Amen. Amen. Hallelujah. Ở đây hãy gạch chân trong kinh thánh của bạn từ nhịn nhục. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nhịn nhục. Dường như nó là cái đòn gánh để gánh tất cả những ân tứ phía trước và phía sau nó. Nhịn nhục quan trọng lắm. Người Việt Nam chúng ta đôi khi hiểu sai về sự nhịn nhục. Chúng ta đôi khi hiểu thành nhu nhược. Mặc dù cả hai đều có chữ nhờ, nhưng nhịn nhục và nhu nhược, hai cái định nghĩa khác hẳn nhau. A quy là một dạng của nhu nhược, còn Chúa Giêsu là một tấm gương của sự nhịn nhục. Nhịn nhục là thế nào? Nhịn nhục là bạn thắng được mình để đứng thẳng. Nhịn nhục là thắng được bản thân để bạn thắng. Thắng bản thân khó hơn bất kỳ một cừu địch nào. Nhắc lại, thắng được chính mình bạn khó hơn bất kỳ một kẻ thù nào. Bởi vì chính bạn hiểu rõ bạn hơn hết. Thật ra chính con người tôi của bạn, nó có thể đo ván bạn nhanh hơn. Còn ông Vực, ông Cẩn, ông Trung không biết rõ tôi. Vợ tôi cũng không biết rõ tôi. Thật ra kẻ thù mà lại không biết rõ tôi thì nó không thể đo ván được tôi ngay được. Nhưng tôi lại biết rõ được tôi. Cho nên tôi thường xuyên bị cái tôi của tôi đo ván tôi. Thế tôi mới khổ. Nhìn nhục, đó là chìa khóa giúp cho tôi thắng được tôi để tôi có thể đứng thẳng được. Nhìn nhục là sức mạnh để giúp tôi thắng được tôi để tôi có thể thắng được mọi hoàn cảnh. Còn nhu nhược, ngược lại với sự nhìn nhục, có hai tính cách. Một là nổi nóng. Bài nổi nóng chủ nhật trước đây hay chủ nhật bạn đã được nghe rồi, tôi không cần nhắc lại. Một dạng thứ hai của sự không nhịn nhục được, đó là nhu nhược. Một là bạn giống như con sư tử đói, tấn công kẻ thù, đó là nổi nóng. Còn một dạng thứ hai, đó là nhu nhược, giống như con rùa hay là ốc sên, nó thốt lại từ bên trong và chui trong cái vỏ cứng đó để bảo vệ. Hay là con nhím thu lại vào sù lông, nó không đi được nữa. Bởi vì nhím mà đã sù lông thì không tiến được. Bởi vậy cho nên có vô số những con người nhu nhược hại bạn đó anh chị em. Nhím mà xù lông để tấn công kẻ khác, bản thân nó không tiến đi đâu được hết. Thật ra hỡi anh chị em, hãy nói với người lân cận rằng chúng ta không phải là nhím. Hallelujah. Thật ra nếu như bạn chế vũ khí để tấn công kẻ thù của mình, tôi nói tin chi trước cho bạn, không tiến đi đâu được đâu. Đừng có chế vũ khí chống nghịch lại người khác. Bạn đừng xù lông để bảo vệ. Hãy dùng sức mạnh đó để làm việc cái tôi của mình từ bên trong. Còn bạn xù lông không đi đâu được hết đấy. Amen. Amen. Hallelujah. Có một người nào lại cao hơn khi ép người khác thấp xuống đâu. Có người nào cao hơn được khi bạn đè người khác xuống. Bạn chỉ cao hơn khi bạn nâng người ta cao lên thôi. Nhu nhược đó là sự chịu nhục để quỳ. Nhu nhược đó là dĩ hòa vi quý. Nhu nhược là hèn nhát ngay trong tư tưởng. Nhu nhược đó là nịnh trên nạt dưới, đội trên đạp dưới. Nhu nhược đó là im lặng trước điều sai trái. Và tất cả những điều đó chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Bạn được quyền nói thẳng mà không phải cay đắng. Có nhiều người cay đắng trong sự im lặng, nhưng bạn có thể nói ra sự thật mà không hề cay đắng. Bạn có thể nói ra được, bạn có thể chấp nhận và nhìn vào sự thật mà bạn vẫn là con người tự do. Amen. Amen. Một câu chuyện thật là buồn. Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình của một ông chủ, bố nó đã là lô lệ. Nó được đẻ ra trong gia đình đó, ở trên trán của nó, vì chủ đó đã đóng một cái dấu ấn của kẻ lô lệ cả đời.
nhưng nó đã giúp vua Trần giải phóng được biết bao nhiêu kẻ ngoại xâm. Vua Trần mời nó lại gần nói rằng: ta muốn ban phước thưởng cho người, hãy nói bất kỳ một điều gì, ta sẽ làm cho vua con. Cậu thanh niên 17 tuổi nói rằng: thưa vua, hãy cho con một đồng tiền vàng để đeo trước ngực. Người ta khoét một cái lỗ đồng tiền vàng đó đeo trước ngực để nó đi ra về làng. Anh ta vẫn làm lô lệ cả đời và một đồng tiền vàng lủng lẳng trước ngực. Bạn ơi là dại ơi là dại, tại sao không xin sự tự do mà lại xin đồng tiền vàng trong sự lô lệ? Anh chị em ơi, chúng ta khác gì thằng trẻ con đó? Đến gặp một đấng vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, lại chỉ xin một đồng tiền vàng đeo trước ngực, quên xin sự tự do trong tâm trí của mình. Đến bao giờ chui ra khỏi hang? Amen. Tôi không sợ khi bạn đặt những câu hỏi ngược lại điều mà tôi đang nói. Tôi không sợ con tôi đặt câu hỏi với tôi rằng tại sao? Con hay tắt vô tuyến đi hỏi tại sao? Tôi bảo giỏi, con cần phải biết được nguyên nhân tại sao. Đừng bao giờ làm thêm một điều mà con không biết tại sao. Chúng ta lại quen thói phong kiến ngày xưa nói cấm miệng. Tao nói là mày phải làm theo. Xin lỗi, bạn đang gieo cho tư tưởng con bạn lô lệ. Vui nó ở 5 tuổi, chấp nhận nó khi nó 6-7 tuổi. Nhưng chả nhẽ đứa con của bạn 30-40 tuổi vẫn không dám đặt câu hỏi với một người nào đó tại sao sao? Cho tới một ngày một cô gái đến với con trai của bạn nói rằng: nếu anh không lấy em tự tử chết. Nó cũng không dám hỏi tại sao. Rồi nó tắc lưỡi lấy người đó làm vợ để cả đời đó bạn khóc cùng với nó. Tại sao bà lại không dạy con bạn biết đặt câu hỏi ngược lại với những gì mà nó cần phải tìm hiểu? Đó là thức ăn cho tâm trí của nó chứ không phải rối loạn. Amen. Và bạn tại sao lại không dám và không đủ nhìn nhục để lắng nghe câu hỏi đó? Hay là bởi vì bạn đã không thắng được cái tôi của mình? Amen. Mau nghe, chậm nói, chậm dần. Phải chăng nó đúng trong mọi thời đại? Hãy quay sang người lân cận nói: rất là đúng. Sách Hebrew đoạn 6 câu 11-12. Hebrew đoạn 6 câu 11-12. Câu cuối cùng nói rất đặc biệt. Không có sự nhịn nhục, không bao giờ có kết quả. Hỡi những con thiếu niên, thanh niên tại đây, hãy nhớ mục sư nói một điều này: tài năng nó không phải là tất cả. 4% là kiến thức, 26% là kỹ năng sống, còn 70% nó phụ thuộc vào tính cách của các con. Đầu tiên là ước mơ, nhưng để ước mơ trở thành hiện thực nó phải đòi hỏi ý chí. Các con đỗ đại học chưa phải là tất cả. Có những thương gia tại đây, bạn có cửa hàng mới, đừng vui vội, nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Ước mơ của bạn trở thành triệu phú, không ai nói đó là tội lỗi. Chỉ tham tiền mới là cội rễ của mọi điều ác. Còn nếu như bạn muốn làm thật nhiều tiền để phục vụ Đức Chúa Trời, cái đó không phải là tội. Giống như ông Vương đi truyền giảng thật nhiều linh hồn tin Chúa Giêsu, bởi vì sự kêu gọi của ông là như vậy. Giống như tôi có hội thánh cả ngàn người và nhiều hội thánh ở các nơi khác mọc lên, đó không phải là điều tội lỗi. Nếu bạn được Chúa kêu gọi làm tài chính, làm tiền để dâng công việc của Đức Chúa Trời, hãy phát triển tài năng của bạn. Nhưng hãy nhớ một điều, trong bất cứ một công việc gì, ước muốn chỉ là một phần đầu, còn ý chí sau đó mới là quan trọng. Lấy được cô vợ xinh mà mình yêu chưa phải là điều kiện cần và đủ để cho hạnh phúc đâu. Cái trách nhiệm đằng sau nó đòi hỏi phải trả giá. Cái đó gọi là sự nhịn nhục. Hebrew đoạn 6 câu 11-12 nói như sau này: nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đang giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng. Đến đó anh em không trễ nải,
nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Đây là bởi đức tin và sự kiên trì, bởi đức tin và lòng nhịn nhục. Phải chăng dân tộc chúng ta chịu khổ nhiều? Phải chăng với ngành nông nghiệp trồng lúa nước? Phải chăng chúng ta luôn luôn sống trong sự ăn uống tiệc tùng, không có một điều gì kéo dài được? Bạn ơi, lời Chúa nói đức tin cộng với sự nhịn nhục, đức tin cộng với sự kiên trì mà được hưởng lời hứa. Thomas Edison, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì ông. Trên mặt trời đã mọc lên từng gia đình, ngay cả làng của tôi ở Việt Nam cũng có bóng điện này. 9.999 lần Edison thất bại, cho đến lần thứ 10.000 thì bóng đèn bật sáng. Đức tin ước mơ của Edison cộng với lòng nhịn nhục kiên trì, ông ta đạt được thành công. Tôi và bạn thì sao? Có một vị tỷ phú yêu kính Chúa lắm nói rằng phần lớn những người thương gia lại đầu hàng khi thành công chỉ cách họ 90 phân. Ai, thật là đau. Cố gắng cả bao nhiêu năm trời, chỉ còn lại 90 phân thôi, buông xuôi. Có một thí nghiệm, người ta làm một con chuột bạch. Thả con chuột bạch xuống một cái ao. Ở giữa ao, chuột bạch không bơi vào bờ, nó bơi quay như vậy, vừa quay vòng tròn vừa kêu chít 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 chít. Nó quay một hồi xong nó dừng lại một điểm và nó bơi theo hướng đó. Người ta phát hiện ra rằng chuột bạch có những cái râu, ở đầu râu của nó là một cái bộ máy bắt được sóng. Khi nó kêu chít 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 như vậy, nó quay một vòng như vậy để nó xác định xem bờ nào gần nhất. Cái râu đó nó tiếp nhận được tiếng âm thanh phản hồi từ bờ ngược lại. Và sau khi nó phát hiện ra chỗ nào gần nó nhất, nó bơi theo hướng đó và được thoát chết. Thí nghiệm cũng còn đó, họ cắt cái râu của nó thả xuống dưới ao đó, nó cũng quay một vòng chít 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 một hồi và chìm. Vì sao? Bởi vì nó thổi phồng nan đề, nó nói rằng quá rộng, tiếng nó kêu ra mà không quay trở lại được, như vậy là rộng quá rồi, đây là đại dương Thái Bình Dương rồi. Thầy ra thôi em đi cho nó bình an. Hay quay sang người lân cận nói rằng chúng ta chưa mất dâu đâu. Amen. Amen anh chị em. Ông vừa cười to lắm. Sắp tới là chuột bạch này về Việt Nam đấy ông ạ. Ok, đức tin và lòng nhịn nhục được hưởng lời hứa. Bạn về liệt kê lại tất cả ước mơ của bạn. Tại sao nó chưa thực thành? Chỉ đơn giản thiếu sự nhịn nhục. Bạn không phải thiếu khả năng, bạn không phải thiếu kiến thức, bạn cũng chả phải thiếu kỹ năng sống. Bạn chỉ thiếu mỗi cái suy nghĩ trong đầu của bạn thôi. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đáng nhẽ có một câu chuyện khác, nhưng tôi đành chuyển ra buổi khác. Tôi muốn nói với bạn năm kẻ thù của sự kiên nhẫn. Nếu bạn chiến thắng được năm kẻ thù này, bạn và tôi bắt đầu bước vào thành công. Khi bạn nghe được đề tài này, về nhà nghe lại 3 lần nữa, bạn đã được 50% thành công rồi. Và phần tiếp theo, chúng ta cùng nhau sống và phát triển nó để diệt lại 5 kẻ thù của sự kiên nhẫn, 5 kẻ thù của sự nhịn nhục. 1. Chúng ta có một thái độ cả thèm chóng chán. Dường như cái tính này nó xuất phát từ khi đẻ ra vậy. Trẻ con nó không ngồi yên được. Tôi nhớ lại ngày xưa hồi ôn thi vào cấp 3. Tôi ngồi như vậy cứ 15 phút ngồi học lại đi ra ngoài sân ngắm trăng ngắm sao. Bố tôi bảo mày làm gì đấy? Vào ngồi học. Tôi lại vào ngồi được một lúc lại đi ra, 15 phút đi ra. Bố tôi quát: "Hùng mày làm gì đấy? Không có học nữa à?" Tôi bảo: "Đáy dắt." Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng mà tôi khai đại với bố tôi là con bị đáy dắt. Nhưng mà thực sự đâu phải đâu. Không ngồi yên được. Giảng cho bọn ấu thiếu nhi, bà sẽ nhìn thấy nó không ngồi yên như các anh chị em đây đâu. Anh chị em đây cũng không ngồi yên được, có một số người cho kẹo cao su.
Vì chân tay bị bắt phải ngồi im, cho tôi chuyển động cái miệng nhai kẹo cao su cho nó đỡ cảm thấy bất an. Khi tôi học đỗ đi du học nước ngoài, người ta đến gặp bố tôi nói rằng: ông ơi, ông làm thế nào thằng con là năm 11 từ Thái Nguyên chuyển về, gọi là ngố tàu Thái Nguyên, thế mà bây giờ nó đi du học, ông làm sao dạy được nó? Bố tôi nói rằng: đầu tiên dạy nó biết ngồi nha. Câu nói của ông rất là thâm và rất là chí lý. Hãy tập thử xem, bạn đã lần nào ngồi yên được 30 phút đọc sách chưa? Hay là bạn có thể vận động liên tục nhưng mà ngồi một chỗ đó? Vì sao không ngồi nổi? Bởi vì con người bên trong bất ổn. Nó không thể chịu nổi. Nó tại sao không xếp hàng được? Nó bất ổn. Nhưng mà nguyên chuyện Buôn Tư Lê thì mất 2 tiếng vẫn ok. Thành ra sự cả thèm chóng chán nó là một kẻ thù đầu tiên mà chúng ta cần phải diệt nó. Hãy tập đọc sách. Đọc sách đang luyện cho tâm trí của bạn có tính kỷ luật. Kỷ luật trong tâm trí sẽ kỷ luật trong cách đọc một bản hợp đồng. Kỷ luật tâm trong tâm trí, bạn sẽ có kỷ luật khi nhìn nhận một con người khi chuẩn bị ký hợp đồng với bạn. Thật ra không phải nó bất lợi cho bạn đâu. Kỷ luật trong tâm trí rất nhiều điều lợi cho bạn. Hãy tập ngồi. Amen. Có một số thanh niên tại đây, 1 tuần 3 buổi tập thể hình, cơ bắp. Có cậu hỏi tôi: mục sư em, con có cần uống thuốc không? Tôi bảo: uống thuốc để làm gì? Để to bằng Rambo. Tôi bảo: đừng, cẩn thận có thành bô đấy. Rambo bây giờ mặt nó chảy, mặt ông chảy ra mỡ này. Nó méo đầu này đầu kia này. Vì thuốc nó bây giờ nó mới phản tác dụng. Thầy giờ hỡi các con, sức khỏe cần hơn là thể hình. Amen. Hạnh phúc trong của mấy cô gái không phải nhìn con có cơ bắp đâu, mà nhìn con có nhịn nhục to hay không đó mới là quan trọng. Amen. Có nhiều người rất là cơ bắp nhưng mà nhịn nhục ở trong tính cách thì lại bé bằng con kiến. Thầy ra cãi nhau vợ một chút đấy, khục khặc là lý dị. Cái đó là cái chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên hãy tập cho tâm trí của mình ngồi và suy ngẫm. Đầu tiên đọc 2 trang trước đi. Đọc làm sao cho mình kể lại được. Hãy tập đọc. Không phải đơn giản đâu anh chị em. Tôi đang nói những điều thực tế đấy. Có nhiều khi đọc cái gì nhỉ? Đọc cái gì nhỉ? 8 trang đọc rồi mà không biết mình đọc gì. Mà vẫn dở nhá. Mà không biết đọc cái gì nữa. Đầu ở chỗ khác, mắt ở đây mà không hiểu cái gì. Cái đó gọi là không kỷ luật trong tâm trí. Bạn nhiều khi phải túm tâm trí của mình giật lại. Bởi vì nếu như bạn biết kỷ luật nó nha, trong lúc bạn ngồi bàn bạc với một đối tác kinh tế, đầu bạn sẽ không bị thôi miên. Mọi người hiểu không? Có những người ở chợ Đồng Xuân bị thôi miên mà phải tự động rút tiền cho người ta đấy. Vì sao? Bởi vì bạn không làm chủ được tâm trí, kẻ khác sẽ làm chủ tâm trí của bạn. Nếu bạn không nhờ Chúa làm chủ tâm trí của bạn thì ma quỷ sẽ lấy cái điều làm chủ đó. Amen. Và sau đó bạn đọc 3 trang, 4 trang, 5 trang. Nếu như được hơn nữa, hãy tập viết cái kết luận của môn học bạn vừa học. 5-6 trang A4, nó thành công lắm anh chị em. Bạn sẽ học cách logic nhìn một vấn đề. Bạn có cách giải quyết khi con bạn hư. Bạn không xét đoán vội vàng khi người ta phạm lỗi. Và người ta sẽ chạy tới với bạn tìm tư vấn. Amen. Cả thèm chóng chán là một đặc tính mà con người không trả giá đến cùng, dễ đầu hàng vì họ không kỷ luật được bản thân. Trẻ con luôn luôn chạy hết từ công việc này tới công việc khác, không có việc nào làm cho đến cuối cùng. Chúng ta cần phải tập cho con của mình làm một cái gì đó cho đến cuối cùng. Đó là tính cách đầu tiên, kẻ thù của sự kiên nhẫn. Anh chị có nhận được điều gì không? Tất nhiên cái tính này nó nằm ở bên Nga, chứ ở đây không có ai có bị cái này đúng không? Nó nằm ở đâu từ xa xa, còn chúng ta là toàn những người kỷ luật thôi. Amen. Tính cách thứ hai, đó là sự tự phụ, chủ quan, mù quáng, tin cuộc sống thật là dễ dàng. Cái này Chúa nói với môn đồ của Ngài rằng: ta báo cho các ngươi biết những điều đó để các ngươi chớ có kinh khủng. Thế gian sẽ bắt bớ các ngươi, sẽ có nhiều hoạn nạn trong thế gian này.
Nhưng đừng sợ, vì ta đã chiến thắng thế gian rồi. Hãy dạy con của mình rằng cuộc sống đằng sau bức tường, ra khỏi gia đình mà có mẹ và cha con, nó không dễ dàng như các con tưởng tượng trong gia đình đâu. Con trai tôi hỏi, ba ơi, có nghề nào là nghề dễ nhất không? Tôi bảo con ơi, không có nghề nào dễ đâu con ạ. Cái nghề nào cũng phải trả giá, nghề nào con cũng phải học nếu con muốn làm điều đó tốt. Không có nghề nào là nghề dễ. Có một loại nghề dễ nhưng dễ mất mạng, đó là ăn cắp, ăn trộm. Bởi vậy cho nên hãy dạy con của mình từ nhỏ, cuộc sống không dễ dàng. Cuộc sống có một người nói rằng giống như cái kim, mà đấng tạo hóa đứng sau cái kim đó, bạn được nằm giữa gọng kim, và Chúa bóp dần dần, bóp dần dần, bóp dần dần, cho cái gì ở bên trong của bạn có nó phòi ra, làm cho bạn nhận biết được cái gì ở bên trong mình. Thật ra cuộc sống không hề dễ dàng. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng có bao giờ tự phụ mà kiêu ngạo nói rằng tôi biết hết mọi sự rồi. Bạn cần phải chuẩn bị lắng nghe những người khác trước khi vào bất cứ một nghề gì. Amen. Hãy, nếu như bạn chuẩn bị mở cửa hàng sushi, đừng nghĩ rằng ta biết mọi sự. Hãy gặp những người thất bại về cửa hàng sushi, hãy gặp những người thành công về cửa hàng sushi, mà ngồi hỏi và học từ họ. Amen. Amen. Hallelujah. Điều thứ ba, sự tự mãn với thành công trước mắt. Tôi ngày hôm qua nói chuyện với một cựu cầu thủ đội bóng đá 4 năm. Anh ấy nói với tôi rằng, mục sư ạ, cầu thủ Việt Nam không giống như Âu Châu. Âu Châu họ kỷ luật bản thân, họ chiến thắng trận này, họ còn đợi tới cái cúp. Họ chiến thắng cúp rồi, còn cúp năm sau, họ bảo vệ vương miện. Còn người Việt Nam, bọn em nhá, cứ đá xong trận nào đó, là đợi cho huấn luyện viên ngủ. Một thằng báo, ngủ rồi, là vượt qua cửa sổ, đi ăn hút thâu đêm. Sáng về, ông huấn luyện viên vẫn ngủ. Cái đó gọi là sự vui mừng thành công tạm thời mà đánh mất đại cục. Cái đó là cái sự hời hợt. Amen. Có nhiều khi thành công hôm nay là kẻ thù của chiến trận ngày mai, rất là nguy hiểm. Có rất nhiều khi thành công ngày hôm qua, nó lại cản đường cho chiến trận hôm nay chúng ta thành công. Có nhiều khi buổi nhóm Giáng sinh, truyền giáo phục sinh của chúng ta có thể mấy trăm người, nhưng những buổi nhóm sau đó lèo tèo chỉ vài chục người thôi. Bởi vì cả tuần cứ nhìn cái bức ảnh đó, sung sướng, mê mẩn. Và bắt đầu từ bức ảnh đó, nó tiêm cho mình những mũi tiêm thuốc phiện. Đê mê, đê mê. Tất cả mình đê mê, ca đoàn đê mê, trưởng nhóm tế bào đê mê, cả hội thánh đê mê, đến mức độ chủ nhật tuần sau không đến nữa vì mê. Cái đó là cái nguy hiểm. Amen anh chị em. Cái rất là nguy hiểm. Cuộc sống không phải chỉ có một ngày, cuộc sống không phải chỉ là một lần chạy thi 100m, mà nó cả một chặng dài marathon. Bởi vậy cho nên biết cách chạy để mà dưỡng sức của mình. Mỗi một chặng cần phải đạt được, nhưng mà còn chuẩn bị cho chặng tiếp theo nữa. Amen. Điều thứ tư, kẻ thù thứ tư, đó là không có tập luyện thường xuyên, coi thường, cho nên thiếu sự dẻo dai, không có sức chịu đựng, hay sỏi. Cây tre là biểu tượng của người Việt Nam. Kéo cong nó xuống, nó tiếp tục cong như vậy, không gãy như cây bạch dương. Và khi thả nó ra đó, mọi người biết nó làm gì không? Nó bật lên, pum, 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 pum. Đứng thẳng trở lại. Cái đó là một biểu tượng của sự dẻo dai. Khi mà bị sức nén, nó cong nhưng không gãy, nó cong nhưng không bị queo. Anh chị em ơi, hãy cảm tạ Chúa về sự khó khăn mà bạn phải chịu. Hãy cảm ơn Chúa về sự sỉ nhục vụ phú khống mà bạn bị nghe. Nhưng mà đừng để cho nó quẹo bạn, đừng để cho nó bẻ gãy bạn. Hãy chịu để cho nó cong.
Nhưng khi đến thời điểm vì dưới trời này có thì bẻ cong, có thì phải bật ra, có kỳ ôm lại, có kỳ thả ra, sẽ có lúc kẻ đó không sẽ kiểm soát được bạn, nó sẽ thả ra và mệt. Ai là người tại đây chơi chó cảnh, giơ tay tôi xem nào. Hoặc là nhà bạn đã từng có nuôi chó giữ nhà, giơ tay tôi xem. Ok. Người ta nói rằng tất cả những loại chó, trừ có một loại chó thôi, tất cả những loại chó chỉ cắn chưa đầy một phút là phải thả ra. Tôi đã bị chó cắn 3 lần, phải đi tiêm chó dại ở Thái Nguyên. Nó cắn chỉ có viên vết xước thôi, nhưng mà con chó đó, không có một con chó nào cắn vào thịt bạn giữ được quá một phút. 30 giây là thả ra, bởi vì sao? Chó bình thường, mũi của nó nằm ngay ở trên đầu của răng. Thế là khi nó cắn vào thịt bạn cái là nó tắt thở. Thành ra nó chỉ cắn dọa thôi, thành ra chó cậy gần nhà là như vậy đó. Và nó cắn bạn là tôi phải bỏ ra ngay, vì nó tắc thở. Nếu mà nó gặm tôi một hồi là nó chết. Còn có một loại chó là chó bun. Hay nhắc lại cùng tôi, chó bun. Không phải là Bulgari đâu mà nó tên là bun, 2L cao đấy. Con chó bun này đó, răng của nó nhồi ra bên ngoài, mũi của nó thọt ra bên trong. Thành ra con này nó cắn cả tiếng đồng hồ. Mình có ngoạn mà là nó ngoạn thôi, bạn có nhìn thấy chó mà nó gặm cái cục xương đấy. Là đấy là chó bun đấy, mà nó đi dọc đường cái nó gặm cái cục xương như vậy là trong Tom Jerry là con chó bun đấy. Vì chó bình thường gặm xương là nó không thở được, thành ra là con chó này á là nó cắn vào thịt bạn là nó vẫn cứ cắn như vậy, nó không đầu hàng bởi vì nó vẫn thở được bình thường. Vì vậy cho nên hơi như con chó bun thuộc linh, hãy kiên trì, nhịn nhục, bền bỉ, đừng đầu hàng. Amen, amen, hallelujah. Bài giảng này có vẻ anh chị em thấy thú vị nhỉ? Tôi tưởng là sẽ bị ném đá. Không có tập luyện thiếu dẻo dai. Hỡi những bà mẹ, hỡi những ông bố sinh vào những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước, chúng ta cần phải thay đổi tư duy dạy con của mình. Tôi và bạn sống trong thời kỳ bao cấp. Thế nào gọi là bao cấp? Bao cấp có nghĩa là bao cấp. Có nghĩa là mình trả chịu trách nhiệm trên đời sống của mình. Người nào cũng có việc, người nào cũng nhận lương, mà không đồng lương nào đủ ăn, mà người nào vẫn sống. Mỗi lần đói là tem phiếu gọi là bao cấp. Có chữ CCCP đó, ở trên cái bao bì ngày xưa từ Nga mà xuất khẩu sang Việt Nam. CCCP dịch ra có nghĩa là các chú cứ phá. Bao cấp đã dạy cho chúng ta là luôn nuông chiều con. Cái ý thức hệ của bao cấp là luôn nuông chiều con. Thành ra tôi cảm ơn Chúa vì nước Đức cho chúng ta tiền xã hội. Nhưng một mặt đều rất tốt, nhưng một mặt vô cùng dở. Nếu như cái tiền bao cấp đó nó nhiễm vào tâm trí của tôi và bà, nó ảnh hưởng thế hệ của con cái chúng ta. Con ở nhà kêu, mẹ ơi, 500 euro để con mua máy tính để học. Lập tức trả tiền. Lập tức trả tiền. Vô số người Việt Nam và Trung Quốc vô cùng ngạc nhiên khi Bill Gates đã bỏ ra 90% tiền của ông ta cho quỹ từ thiện. Người ta phỏng vấn là tại sao ông lại không đưa cho con của mình. Ông nói rằng, tôi muốn con của tôi biết cách làm giàu, không phải nhờ tiền của bố nó mà nó trở thành kẻ nghèo. Tôi không muốn tiền của tôi hại con tôi. Bởi vậy cho nên chúng ta bị ảnh hưởng thời kỳ bao cấp, luôn thương hại con của mình, thương con mà làm hại nó. Bởi vậy cho nên không phải cái gì nó đòi hỏi giúp là bạn giúp đâu. Amen, amen. Điều cuối cùng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện và dự tiệc thánh, bài giảng này rất là cần. Điều cuối cùng đó là chúng ta không có tầm nhìn chiến lược, thành ra hay bị đứt ở giữa đường, không có cái gì rộng hết. Một bài thơ mà nổi tiếng một thời, bài thơ đó có đầu đề là Người đi tìm hình của nước. Trong đó có một câu rằng giấc mơ con đè nát cuộc đời con, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Không có tầm nhìn chiến lược cho nên luôn luôn làm đúng thời vụ thắng là bắt đầu ăn liên hoan. Cứ hết cái vụ mùa một cái là bắt đầu là ăn cả tháng trời tiệc tùng. Phải chăng vì chúng ta quá khổ cho nên cái gì cũng liên quan tới ăn. Mục tiêu chúng ta làm để mà ăn. Anh chị em lắng nghe một số động từ nhá, đừng có cười. Một, học cũng liên quan tới ăn học. Làm cũng liên quan tới làm ăn. Nằm với nhau đó cũng gọi là ăn nằm. Hút đó gọi là ăn hút. Rồi nói cũng gọi là ăn nói. Uống cũng ăn uống. Cắp trộm cũng là ăn cắp ăn trộm.
Hối lộ cũng là ăn hối lộ. Rõ ràng cầm hối lộ mà bảo là ăn hối lộ. Cưới nhau cũng là ăn cưới. Chơi cũng là ăn chơi. Dường như tất cả những cái từ đó không vô tình mà liên quan tới tâm trí của mình. À, thành ra miếng ăn là miếng nhục là cục thịt. Và cuối cùng, chúng ta luôn luôn đặt cái mục tiêu quá gần. Có một con lừa mà ông chủ của nó muốn nó kéo cái xe lên trên dốc. Ông ta làm một cái củ cà rốt, đặt trước mũi của nó 5 phân. Củ cà rốt lủng lẳng, lừa nhìn thấy củ cà rốt. Và cứ đi theo củ cà rốt đó cho tới khi lên tận dốc. Mục tiêu quá ngắn, không có tầm nhìn rộng. Cho nên luôn luôn là tiểu thương, luôn luôn là tiểu nhân, luôn luôn là tiểu gì nữa. Nói chung là nhỏ. Nhìn thấy cả một cái đường phố thọt ra chui vào nhà mọc ngắn như vậy cao. Chỉ đơn giản không có một tầm nhìn đại cục. Thiếu tầm nhìn chiến lược. Đó là năm kẻ thù mà ngày hôm nay tôi muốn nêu ra cho anh chị em để chúng ta cùng nhau chiến thắng. Một, cả thèm chóng chán. Hai, tự phụ chủ quan, tin cuộc sống dễ dàng. Ba, tự mãn với thành công trước mắt. Bốn, không có luyện tập, thiếu sự dẻo dai, thiếu sức chịu đựng. Năm, thiếu tầm nhìn rộng chiến lược. Kết thúc luôn luôn là hưởng thụ để ăn. Chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.